chúng ta hóa trang thành gì đây? Mình thành monster, witch, ghost, Captain America, trở thành siêu nhân, ta bay đi giải cứu cả thế gian này. Nếu ta cùng bay 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 cùng Dr. Lucia, mặt nạ ta đeo 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 Captain America, khỏe mạnh và thông minh hơn cùng Dr. Lucia, có sai em Captain in the Halloween. Halloween, win, win, ha Halloween. Nào bạn ơi, chúng ta hóa trang thành gì đây? Mình thành monster, witch, ghost, Captain America, trở thành siêu nhân, ta bay đi giải cứu cả thế gian này. Nếu ta cùng bay 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 cùng Dr. Lucia, mặt nạ ta đeo 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 Captain America, khỏe mạnh và thông minh hơn cùng Dr. Lucia, có sai em Captain in the Halloween. Nếu ta cùng bay 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 cùng Dr. Lucia, mặt nạ ta đeo 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 Captain America, khỏe mạnh và thông minh hơn cùng Dr. Lucia, có sai em Captain in the Halloween. Có sai em Captain in the Halloween. Có sai em Captain in the Halloween. Con mong muốn làm thật nhiều việc tốt giống như là Captain America để giúp đỡ mọi người không? Có. Có nhá, vậy thì con phải ăn uống thật là khỏe này, rồi là phải khỏe mạnh từ bên trong này, tăng cường thật nhiều sức đề kháng này, để không sợ một loại bệnh tật gì hết. Bên cạnh đấy nha, con còn phải thông minh hơn này, nhanh trí hơn này, để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Ok. Ok. Yeah. Con sẽ hóa Dr. Lucia này. Đang khỏe đấy. Khỏe mạnh và thông minh như siêu anh hùng. Yay. Yeah. Thế thì bây giờ con sẽ uống sữa Dr. Lucia luôn nha, con tự pha tự uống. Ok. Ok. Bye bye. Rồi, bắt đầu. Dr. Lucia, 'cause I am Captain Nick.